chung thử sắp vào. Đây các em. Chụp về. Việt chào các bác nhé, đang quay cho các bác xem vòng chung kết nhất nhì top 10 câu lạc bộ Mỹ Đình. Và hôm nay thì các bạn đang thấy tiếp tục chú Hòa My của đội Cán Chim Đất Việt số 37 đang tiếp tục giành vé, không biết là chút nữa. Đây là những cái con top 20. Và hôm nay rất thuyết phục, số 37 đang tiếp tục chơi. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Cán Chim Đất Việt và đang theo dõi số 37 của đội Cán Chim Đất Việt. Tiếp tục các bạn đang theo dõi đội số 37.